Như vậy là đội cu đơ đã vào vị trí. Vâng, xin mời hình ảnh đầu tiên ạ. Mẹ, có ba từ. Hai từ đầu tiên là cái dụng cụ mà để mình ủi quần áo thẳng ấy. Bật la. Từ thứ ba là khi mà mình đốt củi ấy, thì hẳn sẽ thành ra cái gì? Bật la thán. Bật la thán. Đây, bàn là than. Bạn Liên có khái niệm gì về cái bàn là than này không? Dạ, ngày xưa trước họ điền có cái bàn là như thế này là cứ đột than củi để cho vào đây la. Nhưng mà toàn là bị cháy hết quần áo. Toàn cháy. Toàn bị cháy. Tức là làm để làm rồi quên rồi cứ đặt đến bàn là kiểu mình không có cái điều chỉnh cho cái nhiệt độ á. Thành thử là nó nóng quá đặt vào phát là cháy quần áo là bao nhiêu. Quỳnh Anh chắc chả biết cái này đâu, đúng không? Dạ. Chỉ có trên phim, trên bảo tàng thì sao biết được cái này. Dạ. Chị Lý có biết cái này không? À, nhà tôi thì không có dùng, thế nhưng mà những anh hàng thợ may ấy, người ta có dùng cái này ấy. Bàn là này là bàn là con gà, bàn là con gà. Xuất xứ sản xuất ở Pháp cách đây hơn 200 năm. Vào khoảng năm 1930 thì chiếc bàn là con gà lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Nó đúc bằng kim loại ở tại Huế và có hình tượng kiểu dáng giống nguyên mẫu ở Pháp. Tại sao lại có con gà ở trên là vì nó đầu của nó để gắn con gà làm chốt khóa mở ra hoặc đóng lại để cho than vào. Và đặc biệt là nó được chế tạo bằng loại đồng lạnh để không hấp nhiệt từ than nóng ở bên trong. Và khi được cầm vào đầu con gà mở hoặc đóng nắp, người dùng sẽ không bị bỏng tay. Thế còn đúng như chị Liên nói đấy, nhiều khi cái này mà không cảm giác được cái nhiệt độ là dễ cháy quần áo, cháy ly ấy. Cháy ly quần áo và xém cho một góc luôn, nếu mà lơ đễnh. Tất nhiên đấy là thời ngày xưa, có bàn là con gà đấy là kinh lắm rồi. Nhưng mà chị Liên ạ, bây giờ ai mà có cái bàn là này tính là đồ cổ đấy và bán được giá đấy. Vâng, bàn là con gà hay còn gọi là bàn ủi. Bạn Quỳnh Anh rất thông minh chuyển sang ủi, chả ai trách được bạn. Mà đúng ở quê gọi là ủi thật nhỉ. Vâng, đúng là sướng thế. 10 điểm nhá. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh thứ hai. Xin mời hình ảnh thứ hai. Đây là gì? Mẹ ơi, từ thứ hai là có 3 chữ. Từ đầu tiên là tả một cái gì mà nó đẹp. Người ta bảo là hóa hầu á hả? Em bị phạm lỗi rồi ạ. Phạm chữ hoa rồi. Quỳnh Anh đã tự đầu hàng chữ hoa, đúng không? Vâng, xin mời hình ảnh ạ. Và xin mời chị Hoa Xuyến Chi. Đấy, tiếp tối về họp với con sau nhá. Đã nhắc rồi, nhìn kỹ vào đấy. Trang Mun nhấn kỹ vào đấy để mà thả tách chữ ra. Nào thế cái này chắc chắn là Quỳnh Anh phải biết rồi. Em thì nhớ hồi nhỏ là em hay bị nhầm Hoa Xuyến Chi về hoa cúc. Là cứ đi thường là mọc ở ven đường và ở ngoài đồng ven đồng ruộng ấy ạ. Cái hoa xuyến chi này thì theo đông y là nó có vị đắng. Cây xuyến chi ấy, nó hơi cay, nhạt và có tính mát, tác dụng sát trùng vết thương, giải độc và chống viêm. Người ta có thể giải quyết nhiều tình trạng khác nhau như là dị ứng này, ngứa này, mề đay này, hoặc là tình trạng viêm họng hoặc đau họng, tiết liệu hoặc tiêu chảy. Xuyến chi rất hay, không phải chỉ đẹp đâu mà nó còn tác dụng về đông y rất là lớn đấy ạ. Chúng ta không được 10 điểm ở đây. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, hình ảnh thứ ba. Và nhớ rằng hình ảnh thứ ba này không được nói, chỉ được múa may quay cuồng thôi. Vâng, đây là hình ảnh thứ ba. Vâng, đây là công việc gì, trò chơi gì? Hai chữ. Úi giời. Ném con này. Ôi. Đúng rồi. Chơi lâu lâu tí cho người ta còn vui. Chứ chi đã tắt thì sao mà chương trình đủ thời lượng phát sóng rồi. Con bất ngờ. Chính anh Trung chưa ném con bao giờ đâu. Thật mà. Cái này thì chỉ dùng cái độ khéo léo, ví dụ là phải đấy dẻo dai và cái độ chính xác. Vâng, cảm ơn chị. Đúng là tôi cũng chỉ nghe và xem phim chứ chưa bao giờ đến với trò chơi này. Dạ. Ném còn là trò chơi dân gian phổ biến của đồng bào các dân tộc Tày ở Nùng ở Tuyên Quang. Vào dịp lễ hội Tết ở địa phương có đông người Tày Nùng sinh sống thì đều tổ chức trò chơi này để mong ước một mùa bội thu, mùa màng nhiều lộc nhiều tài. Vâng. Xin chúc mừng chúng ta được 20 điểm trên tổng số 3 câu hỏi. Và bây giờ xin mời đội cu đơ về chỗ để xin mời đội 2 lên. Đội phở nhà đã có đôi chút tích lũy kinh nghiệm trên sự đau thương của đội bạn ở một câu hỏi. Hy vọng chúng ta sẽ không mắc cái lỗi lầm để trực tiếp đấy nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ là hình ảnh đầu tiên, xin mời. Vâng, đây là cái món ăn gì? Mẹ ơi, có 3 từ ạ. Cái món này ấy, thường thường ấy, là người ta hay phải cho nước sôi vào. Đấy, xong thì chờ 3 phút.
nhưng ngày lại không cho nước sôi mà ăn trực tiếp luôn. Con rất thích ăn, mà mỗi một lần mà mẹ làm lẩu ấy là con là phải bắt cái Huyền đi mua bằng được cái đấy về mì tôm sống. Mì tôm sống em rất là thích ăn mì tôm ạ, và em có thể ăn mì tôm được mọi lúc mọi nơi, kể cả là không đói. Em cũng không hiểu tại sao mình có cái sở thích như thế, mặc dù ấy là cơm ngon canh ngọt nhưng mà em vẫn thích ăn mì tôm. Dâu chị thích ăn mì tôm quá rẻ để nuôi chị. Ngược lại thì tôi lại không thích ăn mì tôm ạ. Vâng, đúng rồi, đây là món ăn ưa khoái khẩu của cái đội sinh viên chị ạ. Mì tôm sống nó đem lại 10 điểm đầu tiên. Đúng là Trang Môn không hổ danh là cựu diễn viên của Nhà Tuổi Trẻ. Bạn chơi bắn chữ như điên, mấy trăm từ mà không dính phát nào vào ba chữ này. Quá giỏi, quá giỏi luôn. Vâng, chúng ta đến với câu hỏi thứ hai nhé. Dạ. Xin mời hình ảnh thứ hai ạ. Đây, đây là cái món gì? Có ba chữ mẹ ạ. Cái quả này bình thường là hay luộc lên hoặc rán lên ăn mẹ ạ. Từ đầu tiên trứng. Rồi, trứng, rồi. Rồi tiếp đến nữa là cái từ mà giống cái từ từ quấy ạ. Trứng đánh. Đánh. Đúng, đánh. Rồi, đúng rồi. Rồi, một từ nữa. Bông lên, bông lên. Trứng đánh kem. Rồi, rồi. Trời đã. Có hay làm món này không ạ? Cái món này thì làm cho con thì có làm ạ. Chứ còn ăn thì tôi không thích ăn. Từ trước, từ bé và đến cả bây giờ tôi cũng không bao giờ ăn. Vâng, chị làm thế nào ạ? Trứng chúng tôi vào mà ngày nay bây giờ thì có cái máy đánh, chứ còn trước là có cái cây tròn tròn ở dưới, nó có cái những cái khe lưới ấy, xong trên cầm cái đấy tay xoay 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 này vào trong cái cốc, thế mà nó thổi nó cứ bông lên, thế xong là sau đó lấy thìa là xúc vào ăn ạ. Có cho tí đường vào nữa không? Có một chút đường ạ. Vâng. Thế Trang Bun ngày xưa có ăn này bao giờ không? Em có ạ. Ăn có nhiều không? Dạ cũng nhiều ạ. Ừ, anh nhìn người là anh biết chắc chắn là cái món này nó béo lắm ấy. Trứng đánh kem là ngày xưa để làm trứng đánh kem thì rất mất nhiều thời gian, bởi vì mình phải đánh tay 20 phút trứng nó mới bông. Chưa kể là cái chất lượng quả trứng nữa cơ chị ạ. Có những quả trứng mà nó bị làm sao đấy mà đánh nhầm ấy, nó mùi tanh lắm, đúng không? Bây giờ thì có máy đánh trứng nên là đỡ vất vả hơn. Vâng, trứng đánh kem chúng ta lại giành được 10 điểm nữa. Và bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi múa may quay cuồng. Múa may quay cuồng. Múa may quay cuồng. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời hình ảnh thứ ba. Vâng. Mấy chữ? 4. Rồi. Bơm. Bơm nước. Rồi. Nước. Rửa mặt. Bơm nước. Dưới giếng. Bơm tay. Bơm tay. Rồi. Bơm tay giếng. Giếng sâu. Giếng khoan. Rồi. Ôi, cái từ này quá khó luôn nhá. Quá khó. Tôi công nhận khó. Chị chỉ cần một tí thôi là bạn khoan qua được cái gỗ thế này. Một tí thôi là bạn khoan thủng cái gỗ này luôn. Vâng. Cái thời của con là gần như không có cái này nữa, mà chỉ được nhìn thấy khi thi thoảng thì có một vài nơi có thì mới biết thôi, chứ còn ở nhà là cũng không dùng cái giếng cái này ạ. Lên quận trình bày nhé, lên quận trình bày. Cái này là tổ chức UNICEF quốc tế là đã làm cho chúng mình rất nhiều ngày xưa đấy. Đúng vâng, cái này là ngày xưa là có, là ở người ta ở dưới người ta có cái đường ống khoan đi xuống sâu xuống dưới, tức là có cái đường khoan xuống dưới và người ta đến một cái mạch nước, người ta dựng ở dừng lại đó, thế và cái đó người ta dùng cái áp lực người ta đẩy như này để cho nước nó qua một cái vòi nó lên, để người ta người dùng sử dụng bằng tức là cái nước ở dưới khoan lên, và nhưng mà nó phải vào được đúng nguồn nước, đúng, chứ còn nếu không có mạch nước thì là vào cái mạch nước thì là có khoan đấy cũng không có tác dụng. Thế và cái này thì bản thân chúng tôi là chúng tôi nãy tôi đã nói rồi, tôi là bộ đội cho nên chúng tôi là có đi các vùng sâu vùng xa đấy, là chúng tôi đã có những sử dụng những cái này. Ngày xưa không bị môi trường ô nhiễm như bây giờ, đâm ra khoan đâu cũng ra nước trong cả. Vâng, như vậy là bơm tay giếng khoan đã đem lại 10 điểm nữa, chúng ta chiến thắng 30 điểm tuyệt đối ở phần thi này. Xin chúc mừng. Và thưa quý vị, kết thúc ở phần thi ký ức vàng thì đội Phở Nhà giành được 30 điểm, đội Cu Đơ khiêm tốn hơn giành được 20 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang phần chơi thứ hai mang tên Tuổi Vàng.